Xin chào các bạn đã đến với lớp vẽ của Miss Ánh. Hôm nay chúng ta sẽ qua bài vẽ hoa tulip đơn giản. Ở đây Miss Ánh sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ ba bông hoa, ba hoa tulip. Một cái là dạng búp, một cái là dạng nở vừa vừa nha. Rồi, đầu tiên các bạn phát thảo. Đây là một bông. Đây là một bông và trên đây là một bông ha. Chúng ta sẽ có ba nhánh. Rồi, chúng ta có ba nhánh. Đây. Nhớ là cái thân hoa nó cũng hơi to tí chứ các bạn vẽ đường thứ hai này. Đây. Ta vẽ đường thứ hai này. Chúng ta sẽ đi màu hoa nó màu hồng nhẹ nhàng, cho nên với cái bài này các bạn phát thảo cũng phải nhạt nhạt thôi. Hồi nữa chúng ta sẽ bôi nha, bôi lợt lại rồi mới lên màu. Đây. Chúng ta sẽ có cái lá thứ nhất nha. Các bạn hình dung là lá hoa tulip nó là một cái dạng lá dài hình lưỡi mát. Đấy. Đầu dưới này các bạn hình dung là nó cũng hơi nhỏ này. Đây, khúc giữa nó hơi to nhưng bắt đầu khúc ngọn nó lại nhỏ lại. Đấy. Rồi ví dụ ở đây một cái lá này này, dưới này thì nhỏ nhỏ lên. Đấy. Rồi bên này nó sẽ có một cái lá nó hơi uốn lượn theo cái hoa này nha các bạn, cái thân mình này. Đấy, uốn lên rồi mập ra này. Đấy. Chỗ nào nó đậm chúng ta bôi, chúng ta làm lại này. Đây. Rồi. Sau đó chúng ta đã có ba nhánh rồi ha. Thì hoa này cô cho thấp xuống tí. Thấp xuống tí. Đây. Rồi, với cái hoa thứ nhất này ở giữa này ha. Hoa chúng ta tất cả hoa gần như nó nằm ở phân nửa giấy ở trên để tạo điểm nhấn này. Rồi. Các bạn vẽ phát thảo thành một cái hình khối cầu tròn giống như bé trứng dùm hôm trước. Đấy. Bông nào cũng vậy, các bạn cứ phát thảo tròn như một cái khối bé trứng trước nè. Cứ tròn trước nha. Rồi, với cái dạng búp này thì ở chính giữa này các bạn kẻ hai cái đường nhỏ ở khoảng giữa hoa này, để cho thấy đây là cái cánh hoa bên trong này. Rồi, chúng ta có thêm hai cánh hoa tỏ ngoài. Thật ra nếu mà vẽ đúng cánh thì chúng ta sẽ vẽ luôn cái cánh như thế này. Đây. Rồi sau đó chúng ta mới vẽ hai cánh hoa ngoài. Hai cánh hoa ngoài nó sẽ nối qua đây. Thì cánh hoa bên ngoài nó sẽ nối vào đây. Chúng ta sử dụng cái độ cong của cái trứng đầu tiên phát thảo này giữ lại cái độ cong này để làm cái bên ngoài cánh hoa luôn. Rồi, với cái cánh hoa còn lại bên đây, chúng ta cũng giữ nguyên cái bên ngoài này. Chúng ta sẽ kéo xuống tới dưới này, chúng ta cho nó tròn trịa bên dưới này một tí. Đấy. Ở đây chúng ta cũng có thể bầu cho nó tròn lại một tí. Đấy. Sau đó chúng ta phải bôi đi. Cái đường này nó còn hai cánh này nó hơi khích lệ với nhau này. Rồi, nó ở phía dưới này. Đấy. Rồi, như vậy thì với cánh hoa đầu tiên bên trong á, chỉ thấy được có trên này chút xíu à. Những chỗ này chúng ta không cần phải, chúng ta vẽ cánh ngoài rồi thì cũng phải bôi hết thôi. Đấy, cho nên hồi nãy Miss Ánh nói là không cần phải vẽ luôn cái cánh thấy xuống làm chi. Dù sao thì một hồi cánh hoa ngoài nó cũng sẽ che hết. Đây. Rồi, chúng ta gỡ nhẹ cho các bạn coi cái khoảng là khoảng hơi tối của cánh hoa nha các bạn. Đấy. Rồi, những cái nào mà chúng ta đi đường chì hơi đậm á, chịu khó bôi nhạt lại, vẽ thành một đường mỏng thôi. Bôi nhạt lại đây. Sau đó chúng ta qua tiếp cái hoa thứ hai là đang nở. Thì với hoa đang nở, cái hoa ở cái cánh ở giữa này chúng ta giữ luôn cái đường cong này. Chúng ta sẽ vẽ thêm là 3, 4, 5 cánh hoa dạng nút bung từ từ ra ngoài. Cái đầu cánh cong bung ra
chúng ta vẽ nhẹ hai đường cho biết là hai đường này là đường gợn sóng hơi tối của bông cánh hoa này. Rồi cánh thứ hai chúng ta bắt kế bên, chúng ta cũng bắt tròn giống như cánh thứ hai bên này, nhưng mà chúng ta sẽ bung nó to ra. Đây, bung nó to ra từ từ. Rồi cánh thứ ba nó sẽ bung ra tới bên này một tí, chúng ta sẽ vẽ tiếp như thế này. Chúng ta có cái góc nhọn như thế này chứ. Sau đó chúng ta bắt cong, bắt cong ở trên một tí nè, bắt cong ở trên. Rồi từ khúc này các bạn ôm lại lại, ôm từ 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 sát với cái cánh này nha, ôm sát vào. Rồi vẽ cong xuống cho nó dính với cánh thứ hai này. Chưa kể cái chỗ này nè, cánh bên ngoài nó che luôn cánh bên trong, cho nên cánh bên ngoài này mình cũng gỡ từ từ vào này. Rồi mình làm tương tự với bên này có thể mà chỉ xòe ra một cánh thôi, các bạn dễ nhìn. Ví dụ đây, xòe ra, đi xéo qua. Rồi cong nhẹ nhàng. Rồi sau đó chúng ta cong xuống, bó vào trong. Rồi chúng ta cũng có cái độ gợn, gợn tối của nó này. Đấy. Ở đằng sau này nó còn cánh hoa nữa. Ví dụ ở đây thêm một cánh này, và ở bên đây thêm một cánh này. Chúng ta cứ vẽ tròn tròn lên trên, cong xuống. Đấy. Chúng ta chỉnh lại thân một chút, nếu nó lợp với cái trục chính của cái bông hoa mình nha. Chỉnh thân lại một tí này. Cái thân á các bạn, khi vẽ cánh rồi các bạn để ý thân chúng ta nó sẽ có độ liên kết. Đấy, chúng ta vẽ hai đường cong nhỏ này để liên kết với cái hoa bên trên. Rồi một chút chúng ta, trước khi lên màu thì mấy cái này chúng ta cũng sẽ bôi lợp lại hết rồi. Vậy chúng ta qua tới cái bông nở to hơn. Và bông nở to hơn thì làm cũng không khác biệt gì nha các bạn. Cánh này chúng ta đang giữ lại này, để chờ cánh này chúng ta giữ lại này. Rồi ở đây chúng ta có những cái đường tối của hoa này, à, cái gân của hoa này. Rồi cánh hoa thứ nhất này, để chúng ta mở buông ra này. Cánh hoa thứ hai này mở buông ra này. Xếp lớp cánh hơi giống giống như hoa sen, nhưng mà mình sẽ vẽ nó hơi, cái đầu nó không có nhọn như là hoa sen. Rồi lớp cánh tiếp theo này. Đấy. Lớp nào là che lớp kia thì mình bôi bỏ cái lớp kia lại các bạn ha. Đấy, gợn tối này. Đấy. Rồi bên đây mình cũng có một cái cánh hoa lên, gợn nhẹ nhẹ lên. Rồi ôm hơi cao, tóc lại tí các bạn. Rồi ôm sát vô này. Rồi, đồng sát với cái hoa tỉ nha. Rồi, xếp lớp cánh này lại cho hoa này lại. Rồi bôi luôn cái lớp cánh hoa nào mà bị che nha, cứ bôi nha. Đây, lớp này bị che nè, chúng ta cứ bôi ra. Rồi phía đằng sau này chúng ta cũng có một cái cánh nhỏ ở đây này. Rồi thêm một cái cánh nhỏ lấp ló ở đây này. Rồi, tạm thời chúng ta có là ba bông hoa này. Đấy là xong cái bước phát thảo, phát thảo cái thân, cái hoa tulip cơ bản cho các bạn xem. Rồi bây giờ chúng ta qua đến bước tiếp theo là lên màu nha. Trước khi lên màu các bạn chỉ có bôi cho lọt cái này lại nha các bạn nha.